Chị ơi, là của mẹ cô xi lằng được chứ. Sâu lắm à? Chỗ đó sâu lắm à? Nó 4 5 mét nước đó. 4 5 mét nước á? Đấy à. Đây dưới còn khoảng 4 mét nữa. À là. Cái sao tích được cái 6 mét đây. Đó, 6 mét nó còn bạn đi. Cái chỉnh dừng đó, cho nó dừng miếng, còn đứng lên rồi thoải mái. Chưa. Mà dựng thì không phải nên thạch mơ. Gây mất mà gai với lợi cái loài như này. Ừ. Ít dựng này. Chúng ta rửa cái nấu chuyền. Không. Nó không chui vô. Tức là xác không chui vô. Không xác không chui vô mà chỉ có động lại. Tôi là tôi. Chứ không bao giờ mà nó chui vô trong rác. À nó là... Ờ. Nằm con tay quần như thế em mua nước quần ở dưới nó vẫn quần vào. Quần nhưng mà nếu mà nằm đó là hắn cũng cứ đảo không bao giờ nằm cái đấy. Thảo kéo một nước nó này chờ cái nước đi mà. Mà nghĩa là rác thì bèo nhiều khoa nó nằm kẹt một đâu. Theo cái bê bơi tàu nghĩa là nước bê vô đấy này bắt đầu nó ba chảy nó đón nào ba nước người không bao giờ nằm mấy cái này tìm cái được tìm cái ông mưa à điểm chi điểm chi thôi ông mưa mà hồi nó lại tìm cái ông mưa rồi đó thì nữa có mưa không mưa rồi 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 đi có mưa để làm phải đây lại áo của ái chứ cậu cả mù hiệp thì cả tụi màng mới nách nhà mà có mà như mù đã thấy mù là cái phượng kiểu dân bùng ra này mà mù nổi gì mù hiệp trụng nổi bất chắc như trụng gần hàng mét nước thôi cũng nhiều cũng này ngập cả cái bờ đấy là hồi ăn bố à hồi bổ là cái cống vẫn đang còn lòi miệng nè thằng con thăng lòi cần nước ăn đi cần ý là nước trên nó ùa xuống nhưng mà anh không chảy kịp thì anh phải đây không có chỗ đâu mà lù lù cái chân anh một lù một bước rồi anh cái này ông mày bằng mấy cống gì hầu bỏ ra này cần chở cái chân đắp lẽ quên đi vòng ngoài thôi đất cả đôi chúng tôi chứ lại phải tìm cái bơi xuống này họ lại vớt chứ.